Chào mừng anh em quay lại với channel review đồng hồ trên hãng của CityWatt. Hôm nay CityWatt tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm Thomas Unsore, một trong những dòng mà CityWatt cực kỳ thành công và hiện tại là phân phối ra thị trường rất là nhiều luôn. Nhắc tới Thomas Unsore thì mình đã có review rất nhiều ở những series trước đó rồi. Series ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu là một chiếc Thomas Unsore khá là đẹp mắt với tông màu xanh navy rất là đẹp. Đây là đựng trong một chiếc hộp quen thuộc của Thomas Unsore với logo chữ T và chữ E là ký hiệu của hai chữ cái đầu tiên của dòng chữ Thomas Unsore. Đây là dòng chữ Unsore. Hộp này thì khá là quen thuộc rồi. Đây mình sẽ mở hộp cho anh em xem nhé. Nhân vật chính ngày hôm nay đây. Đây các bạn. Khá là đầy đủ. Hôm nay thì cũng có thẻ và cái cuốn hướng dẫn sử dụng catalog của thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và đây nhân vật chính ngày hôm nay đây các bạn. Em này thì có mã số là ES808002. Đây. Em này thì sở hữu mẫu thiết kế và màu sắc phải nói là vô cùng tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tháo siêu cho anh em cùng xem. Đây các bạn. Anh em thấy đã không? Cái open hết ở góc 6 giờ á, nó có một cái kiểu phải nói khác biệt so với những cái kiểu hở tim ở những cái dòng của Nhật. Đấy các bạn để ý là khi anh em chuyển động thì nó sẽ kết hợp với cái cánh quạt hình ba cánh thì nó sẽ mô phỏng của cái kim dây đó, mô phỏng của kim dây các bạn để ý này, cái kim dây nhỏ này nó sẽ gắn liền với cánh quạt này thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng chuyển động vô cùng là bắt mắt. Và phần cây size em này thì có size là 40, em này thì có cây size là 42, độ dày tay em này là khoảng là 15.5 và độ dài lớp em này thì nó sẽ rơi vào là khoảng tầm là 49 các bạn nha, 49 độ dày lớp thì sẽ phù hợp này cho những em có cổ tay khoảng từ 16 độ lên á. Bây giờ mình sẽ lên tay thử cho anh em cùng xem nhé. Đây. Đây các bạn. Đó, anh em thấy đã không? Cái màu sắc phải nói là vô cùng hút hồn luôn. Đó, rất là đẹp. Những anh em có cổ tay khoảng từ 16.5 lên tay phải nói là khá là ok. Tay mình là cỡ 16.5 các bạn nhé. Đó, những anh em mà thích cái sự trẻ trung á, sự năng động và nam tính thì chắc chắn không thể bỏ qua được cái dòng sản phẩm này. Văn phòng cũng phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đó. Từng chuyển động của cái con bánh ba lăng nó đem cho mình một cảm giác về cái sự sống động phải nói là vô cùng tuyệt vời. Đó, so với những phần cùng hoa cúc thì em này phải nói là đẹp ăn đứt tất cả những phần còn lại luôn các bạn. Đó. Ok, rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Em này thì sử dụng của máy quen thuộc của nhà Thomas Unsore, máy Automatic Movement với đầy đủ những tính năng lên có tay và lên có tự động. Đây, lên có tay đây. Và lên có tự động thì có bánh đà đây các bạn. Thì mình kéo thử có hacking stop không nhé. Đây, kéo được nó chỉnh giờ. Em này thì không có hacking stop các bạn. Đó, mà thì cái này thì không có gì quan trọng hết. Chỉnh giờ thì em kéo ra một nắp anh em chỉnh giờ thôi. Và cái điểm đặc biệt của dòng sản phẩm này đó chính là cái dòng chữ Power Reset, có nghĩa là em này sẽ có bố trí cái kim xăng ở góc 12 giờ đây. Thì cái ô rễ quạt kim xăng này thì là một trong những tính năng mà đánh giá rất là cao bởi cái sự hiệu quả và cái độ đẹp. Thì nó sẽ đem lại cho một chiếc đồng hồ cơ một cái cảm giác về cái sức sống và cũng như là cái độ hiệu quả phải nói là rất là tuyệt. Rồi, em này thì có phần mặt dial với tông màu xanh lam chủ đạo cùng với những thiết kế đang xen với nhau các bạn. Anh em sẽ thấy dòng chữ Unsore góc 9 giờ và cái dòng chữ Power Reset ở góc 3 giờ đây. Thì hai cái phần này nó được làm hãng làm nổi trên một cái G nhìn khá đẹp mắt. Còn cái G lõm ở dưới thì anh em sẽ thấy là một cái phần nền dial cùng với những thiết kế về Power Reset kim xăng và phần dưới này là thiết kế kiểu kẻ sọc hình rễ quạt các bạn, rất là đẹp mắt. Và cái điểm nhấn đó chính là cái màu sắc của cái vòng bánh ba lăng và cái cánh gió này thì phải nói là vô cùng tuyệt vời với tông màu vàng, nó sẽ nổi bật trên cái nền dial xanh đó. Chỉ dừng lại đó anh em sẽ thấy được cái cầu bắt nhịp hai bên này. Đây là một trong những cái điểm đặc trưng của dòng Thomas Unsore hiện nay. Rồi về phần kim và cọc số cũng vậy, được làm với tông màu bạc và nổi 3D góc 12 giờ sẽ là cái chỉ số La Mã. Về phần kim sẽ là phần kim Dolphin lưỡi kiếm với cái tông nền với tông màu cũng bằng màu bạc luôn, và kim Power Reset cũng là kim màu bạc các bạn, rất là nổi bật trên tông nền dial xanh lam. Rồi về phần mặt kính em này thì sẽ được trang bị mặt kính là mirror quiso, kính khoáng chống trầy chống va đập khá là ok. Và cái điểm đặc trưng của dòng Thomas Unsore thì nó sẽ có phủ một lớp chống lóa màu xanh đó. Khi anh em nhìn vô những chiếc Thomas Unsore, anh em sẽ cảm nhận được cái sức sống cũng như là cái vẻ đẹp tuyệt đỉnh của cái thấu kính này, nó cực kỳ là long lanh và hút hồn.
Rồi mình tiếp theo mình sẽ nói về cái phần viền. Phần viền này thì được tất cả đều được hoàn thiện phay bóng các bạn nha. Hoàn thiện phay bóng. Năm chín giờ thì có các logo của Thomas Anso đây. Các chi tiết hoàn thiện phải nói là khá là ok. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xoay vào phần nắp lưng cho anh em xem này. Phần nắp lưng em này thì khá là quen thuộc rồi. Thomas Anso thì chắc chắn sẽ là hở máy hoàn toàn. Trên phần nắp lưng dạng này xoay này thì được hãng có khắc những thông tin đây. Thân thép không gỉ nè, máy automatic movement mình đã có nhắc rồi. Độ trong nước em này là 53 thì anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay. Series của em là 8080. Đó. Một mặt nắp lưng phải nói là hở máy vô cùng táo bạo và đẹp mắt. Rồi về phần dây thì em này sẽ được trang bị sợi dây da vân xanh navy hợp tông với tông màu Dio luôn các bạn. Thì đây là một trong những màu sắc phải nói là rất là nam tính. Sợi dây này sẽ là sợi dây da bò và trên này sẽ được dập vân cá sấu màu xanh navy. Mình rất là thích cái sợi dây này. Mặt sau là nó sẽ được làm đậm hơn với dòng chữ Anso và chất liệu dây da cao cấp được có dập ở đây. Rồi về phần khóa thì Anso luôn luôn thành công với phần khóa xiên chủ đạo và rất thành công luôn. Khóa xiên này nó mang một hơi hướng cổ điển đầy đẹp mắt. Trên này thì có khắc dòng chữ Anso đặc trưng. Rồi ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, ES808002, một trong những chiếc Thomas Anso mà mình đánh giá khá là lịch sự và phải nói là đẹp cũng nhất nhì trong phân khúc các bạn. Nó không có là skeleton hoàn toàn mà Anso theo đuổi, theo kiểu là nhưng nó skeleton ở cái góc 6 giờ đây. Mình đánh giá rất là cao thiết kế này, nó đẹp mắt vô cùng. Đấy các bạn, bạn nhìn vô bạn sẽ thấy là phải sự đố tim ngay từ anh nhìn đầu tiên về cái góc skeleton, cái góc open hết, cái góc 6 giờ đây. Và nó là vô cùng tuyệt vời. Đó, chứ dừng lại, đó chính là cái phần power reset được bổ sung ở góc 12 giờ. Về phần giá thì em này có mức giá bán ngoài hãng hiện tại nó dao động ở khoảng là 15 triệu các bạn. Nhưng tại thì CityWatch đã săn vào cho anh em chiếc này với mức giá sale vô cùng tiết kiệm thì chỉ đâu đó là trên 5 triệu thôi. Về phần giá chi tiết thì anh em có thể tham khảo bằng cập nhật mà admin để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em nào yêu thích sản phẩm này, hãy gọi ngay một số like của admin là 0938777234 hoặc thể nhân viên mua Yolo IMAX đã được admin tư vấn để mua em nó ngay các bạn nha. Cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì đừng quên ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.